Đồ Cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 23 tháng 2. Em xin gửi đến mọi người video số 637. Một số cây cần Nhật Bãi và bao cần. Ở đây thì có cần mini, Aisho, cần tay, Ikeda, cần lục, đi trong, cần lưu, cần bè, cần tay. Và shop em là ở bên quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 0778873789. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra rồi thanh toán và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Mọi người mua hàng nhắn kèm em mã hàng kèm theo số video và ngày video nha. Rồi, đầu tiên em sẽ giới thiệu đến mọi người là mã bao số 1 là một cái bao cần tay. Bao này thì nó là dạng da nha mọi người. Cái này nó cũng không có thấm nước nè. Trong nó là lớp da. Dây kéo còn xài tốt nha mọi người. Bao này thì chiều dài của nó là 1m6. Ủa? Cái này mà 1m6 luôn ta. Chờ em xíu nha. Bao này là 1m06 nha mọi người, gần 1m1 nha. Owas Bliss. Cái này hãng gì không rõ mọi người. Cái dây kéo này là Asahi. Dây kéo là của hãng Asahi. Dây kéo còn xài tốt, có tay mang. Cái này thì nó rộng là 80. À, em xin lỗi nha. Để em đo chiều rộng nó là bao nhiêu ha. Này nó rộng là 8cm nha mọi người. Đây, chiều dài là 1m06, rộng là 8cm. Rồi, bao này là số 1. Bao này đựng cần tay. Giá của cái bao này là 200. Bao số 2 là một bao Shimano. Bao này là bao vải. Bao này dài là 1m25. Có túi phụ, có ngăn phụ. Ngăn phụ đây mọi người. Bên trong thì nó hơi bị dơ. Đây mà. Vì em chưa có giặt ha, mình về mình giặt giúp em nha. Ngoại hình thì nó hơi dính bụi thôi. Có cái tay mang. Chiều dài là 1m25. Ôi, nó bị rớt. Chiều rộng là 15cm nha mọi người. Nó rộng 15 ạ. Ở đây nó có mút đệm ha. Dây kéo còn xài tốt nha mọi người. Rồi, cái bao này là giá 400. Mã số 2. Dài 1m25. Số 3 là một cái bao đai qua. Bao bầu. Dài 1m28. Có tay mang luôn. Bao vải. Có mút đệm. Dây kéo thì cũng còn xài tốt nha mọi người. Này thì nó là chiều ngang nó là 12. Chiều cao này nè mọi người. Chiều rộng này là 12cm ha. Còn tính cái phần bầu này là 17 nha mọi người. Đây. Phần ngang này là 17 nè. Còn cái chiều cao này á, là 12. Bao có đai qua. Cái chân bao này là bằng nhựa cứng. Dây kéo thì còn xài tốt nha mọi người. Đây. Phần bầu này thì dây kéo cũng xài tốt luôn. Bên trong cũng còn đẹp. Bao này bên trong còn mới đẹp nè. Rồi mọi người giặt sơ lại nha. Đó. Rồi cái này là mã số 3. Còn đẹp luôn. Bao đai qua. Số 3 này giá là 450 ạ. Tiếp theo là số 4 ạ. Là một cái bao da nữa.
Ôi da này thì nó có hai cái phần ngăn phụ, là cái phần ngăn phụ này và cái phụ vuông ở trên đây. Chiều dài của bao này là 1m3. Bao này thì nó không biết thương hiệu là gì. Cái phần đế này nó hơi dơ nè mọi người. Có tay mang luôn. Phần này nó hơi bị rỉ sắt. Dài 1m3, bao da. Cái này thì cái dây kéo của nó là của hãng Tristar. Còn không biết bao này là của hãng nào ha. Hơi dơ xíu nha mọi người. Trong này thì nó cũng hơi có cái hơi phai xíu. Này nó rộng 15 cm ạ, dài 1m3. Rộng 15. Dây kéo còn xài tốt. Số 4 này giá 350 ạ. Cho bao này nó hơi vướng. Cái này thì mình kéo xài tốt nha mọi người. Đây. Dây cái túi phụ nè. Có hai túi phụ ha. Một túi hình chữ nhật và túi hình cái này cũng chữ nhật luôn, chữ nhật nhỏ ha, mình có thể đựng mồi nè. Cái này thì mình có thể đựng cần tay mini, cần mini thì đều được ha. Rồi mã số 4 này là 350 ạ. Rồi tiếp theo thì em sẽ giới thiệu đến cần ha. Cái này nó hơi bụi ha. Rồi đầu tiên là tiếp theo là mã số 5 là cần câu. Cây mini. Tay cầm ở đây là bằng mút nè mọi người. Bát của nó là bát vặn như thế này. Chiều dài của cần này là 1m8 ạ. Space. Khoen này là khoen Fuji, đá sứ, 4 khoen một cái đầu bu ha. Đọt là đọt đặc luôn. Đầu mẫu ly 8, độ cứng tầm 20. Thu gọn 39 cm. Cân nặng là 120g. Cây này cây số 5. Cây này mình có thể câu lăng xê hoặc là câu lưu ha. Rồi, bát của nó là bát vặn như thế này. Số 5 400. Số 6 là một cái ISO khoan nhỏ ạ. Cây này của hãng Nissin. Bát là bát Fuji. Dài 5m3 đọt 2. ISO Super Square RX. Cái này nó hơi nó dính keo á mọi người. Về mình lau lại giúp em nha. Còn cái nắp chụp zin luôn nha mọi người. Khoen Fuji. Đọt 1 ly 6 nặng 210g. Carbon vân ạ. Phôi cần còn bóng đẹp. Rồi, cái phôi này thì bên ngoài á mọi người nó có hơi dính keo nè. Rồi, mình về vệ sinh giúp em. Còn phôi thì bóng đẹp ha. Trầy xước rất là ít luôn. Số 6. Rồi cây này giá 700. Số 7 đi ạ. Là một cây cần tay. Cây cần tay này là của hãng Olympic. Dài 3m6. Tay cầm là quấn nhợ ạ. Cây này thì nó còn cái nút zin luôn. Cái bao thì em sẽ tìm cái bao bỏ cho mọi người nha. Cái này thì ngọn của nó là 0.8 thôi. Dài 3m6, ngọn 0.8. Nặng là 80g. Phôi cần còn đẹp nha mọi người. Cần này thì có bị võng nhẹ ở đầu. Cứng tầm 2.5 ha mọi người. Cứng tầm 2.5 ha. Rồi giết thì phù hợp. Pencil quality, chất lượng đặc biệt, phiên bản đặc biệt ha mọi người. Rồi, cái này là mã số
7, giá 7, à, giá 600 phi ship ạ. Tiếp theo là một cây Ikeda chất liệu carbon nha mọi người, hàng Alpha Taco, chiều dài là 1,5 m, hai lóng nè, made in Korea, SL Super Bass Fuji FS5. Khoang này là khoang Fuji, còn cái nắp chụp khoang luôn. Đọt đây mọi người, đọt rất là bé ha. Đọt sợi thủy tinh, đọt có 0.4 ly thôi mọi người. Khoang của nó là dạng Ikeda như thế này nha. Đọt là đọt đặc sợi thủy tinh. Số 8 ạ. Cân nặng có 70g thôi nha mọi người. Đây, đọt đặc sợi thủy tinh. Số 8 là 400. Dài 1,5 m. Số 9 cũng là một cây Ikeda luôn. Cây này là 1,8 m, đọt 0.6. Made in Taiwan, Daiwa, chất liệu carbon, Bass Fuji FS6 nha mọi người. Khoang này là dạng khoang Fuji nè, nó có hai khoang. Dòng này là dòng ráp nè. Khoang là dạng khoang Ikeda như thế này. Đọt của nó là 0.5 thôi ạ. À. Rất là mềm luôn nha mọi người. Cân nặng là 100g. Cây số 9 này. Rồi, giá là 550.000 em bao ship nha. Cây số 9 ạ. À. Cây số 9 này là 550. Số 10, một cây Hechi. Daiwa Hechi. Dài 1,8 m, độ cứng 15. Viking. Taiwan sản xuất, hai da xoắn ít luôn. Khoang Bass Fuji, tháp đọt. Độ cứng 15, đọt 1 ly 3. Nặng 100g. Số 10. 600. Số 11 là một cây súp 4,5 m. Bass Fuji FS7. Dài 4,5 m, độ cứng 25. Súp Lander Sera của hãng Sera. Khoang này là khoang Fuji. Đọt 2 ly 4, nặng 440g. Thô carbon trơn. Đây nó có dính đất ha mọi người. Đầy xước ít ha. Số 11. Giá 600. Khoang Bass Fuji, hết khoang cái mình gặp được. Tiếp theo là cây súp nữa ạ. Số 12. Cây của hãng Ryobi. Hàn Quốc sản xuất, dài 4,25 m, độ cứng 25. 4 lóng Superlight New Carbon State, Super Carbon State Bass Fuji, carbon vân, phun kim tuyến. Khoang là khoang Fuji 6. Bộ khoang rất là giá trị nha mọi người. Ngọn 2 ly 6, nặng 400g. Carbon vân. Cây số 12. Rồi, cây này giá 1.050.000 ạ. À. 13 đi ạ, à. Một cây Shimano Tomorrow Turkey Studio. Cây này bass của nó Bass Fuji FS7 luôn. Dài 5,4 m, đọt số 2. Thu gọn 102 cm. 6 lóng carbon, hai carbon vân. Khoang là khoang Fuji nè mọi người. Đọt 1,5 ly, nặng 270g.
cặp bông vân hôi cần còn đẹp nha mọi người. Cây này trầy xước rất là ít ha, lóng thứ hai thì hơi trầy sơ thôi. Số 13 dài 5m4 rồi, giá 590.000 nha mọi người, bao ship luôn ạ. Tiếp theo là cây 14 ạ, là một cây đai hoa ISO khoan nhỏ, dài 5m3 còn 5m2 đọt số 3 ISO Make in Korea, có cốt nô luôn nha mọi người, có bị trầy xước nhẹ. Khoen Fuji, ngọn cần là 1,5 ly, nặng 320g, cây số 14 ạ. Rồi cây này giá 550.000 bao ship, phôi cần thì ít trầy, nói chung là nhìn chung còn bóng đẹp nha mọi người. Cây này cây số 14, 550. 15, một cây si. Bass là Bass Fuji. Dài 4m, độ cứng 25. Made in Indonesia. Cây dạng súp. Dây trong súp. Tem vàng xuất Nhật. Cây này nó không có để nước sản xuất. Có ở phần này nó hơi trầy xước nhẹ. Ngọn của cây cần này là 2,1 ly, nặng 200g, bu xích, phôi cần rất đẹp, còn trầy xước ít nha mọi người. Nói chung dòng ISO thì nó, em xin lỗi, dòng dây trong này cần nó đẹp ha. Cây cần 15, giá 800. 16 ạ, cây này còn có bao. Cần này của hãng TZLAS. Phần tay cầm, phần cái bát nó rất là đẹp nha mọi người. Dùng cho mấy ngang. Chiều dài của cần này là 1m6 ạ, độ cứng M. Lưu là 7 cho tới 21g, lai là 8 cho tới 16 lb, sức tải mát của nó là tầm 8kg. Độ cứng M. Suler. Khoen Fuji. Phôi của cần là carbon vân như thế này. Khoen Bass Fuji, đọt 2 ly nặng 110g. Cây số 16 này ạ. Có bị trầy xước ở phần phôi nha, ở phần hiệu nha mọi người. Đó, còn lại thì cũng còn đẹp ha. Nói chung nhìn chung còn ok. Cây 16 400. Cây 16 rồi tới 17 ạ. 17 là một cây Hechi. Hechi còn cái bao nha mọi người. Cây này của hãng Olympic nè. Olympic Made in Korea. Dài là 1m8, độ cứng 20. Bass Fuji FS6. Khoen Fuji luôn. Khoen Bass Fuji hết ạ. Đọt là đọt tháp. Cây này độ cứng 20, đọt 0.9 ly thôi ạ. Nặng là 130g. Ngoại hình còn đẹp, giá 500. 500 là bao ship ạ. Còn cái bao luôn nha mọi người. Rồi số 17, 18 đi ạ. 18 là một cây lưu, lưu 2 khúc. Tay cầm ở đây là mút xốp. Bát Fuji, khoen Fuji. Đá sứ. Seal Star Made in Korea. Độ cứng MX, dài 1m8. Sức tải của nó là tầm 6 tới 17 lb, là tầm khoảng là hơn 8 kg. Thêm vàng xuất Nhật luôn. Khoen là khoen Fuji. Còn đẹp lắm mọi người. Đọt 2,3 ly, nặng 130g, số 18 à. Số 18 này giá 490.000 ạ. Số 19 là một cây cần 2 khúc lưu của hãng Smile Super Street. Dòng này là dòng
lu gầy nè mọi người, chiên suối nè, chiên nước mặn nè, chiều được nước mặn nè. Dài là 7,7 feet là 2m31, gần 2m4. Lu là 6 cho tới 21 g. Line là 4 cho tới 12 lb, cây này độ cứng tầm ML, sức tải tầm 6 kg, khoen của nó là dạng khoen Fuji Six. Fuji Six nha mọi người, cái này mình lau chùi mình là đẹp lại thôi. Này chỉ phủi bụi sơ thôi. Đó, bu nó là bu Six luôn, cần còn nguyên bản không bị hao hụt. Chỉ nó có hơi bị khô có phần keo sơ thôi. Nặng là 160 g, số 19 ạ. Rồi 600 smiles. 20 là một cây Phantom Daiwa, tay cầm là Moodsoft. Dài 6,6 feet là 1m98, 2 khúc. Thông số nó đây mọi người, cây này được sản xuất tại Đài Loan. Lu là từ 4 cho tới 14 gram, lai là 4 cho tới 10 lb. Target Regular Action L, Action L. Khoan Fuji luôn. Còn nguyên không hao hụt. Đọt 1 ly 8 nặng 130 gram, số 20. Phôi cần thì cũng còn đẹp. Giá 600. Dài 6,6 feet, 20. 21 là một cặp cần Suzumi, cần tay lóng ngắn, cứng đều, dài 1m8. Đọt 1 ly, nặng 50 gram, thu gọn 41 cm. Đọt nó sơn rồi mọi người. Cứng tầm 3H. Vậy rồi, giết rồi, tôm rồi. Quá ok luôn mọi người. Cần mini, bỏ cốp xe rồi, trốn vợ đi du lịch luôn mọi người. Trốn vợ đi câu cá được ha. Số 21, 230. Bao ship nha mọi người. Rất là gọn gàng. Cần của Hàn Quốc sản xuất. 21, 230. 22 à, là một cặp cần ISO khoen nhỏ nè mọi người. Bát hãng, khoen hãng. Chiều dài 1m6. Khoen của nó là dạng khoen đá sứ hãng. Đọt lần lượt là 1 ly 7 và 2 ly 2. Hai đọt hai size ha. 1 ly 7 và 2 ly 2. Càng này về mọi người có thể câu ISO trợ máy hoặc là mình có thể hạ tay ha. Rất là giá rất là bình dân luôn. Cặp này có 350 thôi, em bao ship luôn nha. Tính ra một cây có 180 ngàn. Rồi. Là một cặp này. Cân nặng là 190 và 220. Cặp này 350 ha, bao ship số 22 ạ. 22. 350. Rồi mọi người mua hàng thì gọi điện cho em nha hoặc là nhắn tin, nhắn Zalo cho em nha mọi người, 0778873789 ạ. Rồi em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người nha.